Chào thầy anh em quay trở lại với kênh phụ tùng xe đạp ở công trình. Đây hôm nay quay cho anh em cái con này đây, đồ to nha anh em. Đồ bự lắm. Đây mình quay con này. Con này là EX400-1. Giờ sẽ mở ra để mà xem. Cái cặp bông vàng của xe gì á? Mấy con này là còn luôn cả bù lon luôn. Tại vì mở ra nó còn giữ lại cả bù lon sexy. Và bù lon bánh sau cho khách hàng luôn. Cho nên khi gặp mấy con này là về, mấy con bù lon này là về dạng đã luôn nha anh em. Dạng rất đã luôn, rất đã. Này là riêng từng móc nha, cái này chỉ mở ra rồi mở ra một lần nữa để quay cho khách thôi. Lành cho nó đó. Này nhấp là coi như là bỏ bắn lẹ. Này nhấp xong là mở bắn nhẹ, đúng không? Rất là nhanh. Này mình chỉ coi được 2 tầng thôi đúng không? Đến 21 thôi. Này. Đúng rồi. Rồi lôi ra, anh lôi cái nó tầng mỏng nữa là được. Ngửa nó lên chí không? Đồ này thì không có chê đâu được. Đồ nó riêng mà nó dựng tới như vậy thế thôi. Rồi, cái cho nó là thật. Không chê đâu được. Đó, được. Thôi cả vào đi. Cái này đi coi xem mình thấy liền chứ gì đâu mà. Nếu mà nó xấu là nhìn biết liền. Rồi cho coi chân nó là được. Chân cái lắp giữa là được. Đồ rất đẹp anh em, đồ đẹp lắm. Cái này bây giờ sao lên được hè? Cậu đi. Cậu hả? Nó chuẩn đét rồi. Rồi. Sau này, mặt lưng này, mặt lưng có tầng mỏng.
rồi tắt ốc luôn. Để ở trong này. Mở là quá đẹp mà, đồ không thể chơi đâu được. Hàng chưa chạy hàng Việt Nam. Con này khi mà lắp bằng ốc vít đó, rất là nhanh anh em, chứ còn để vô là nó ăn, để vô là nó ăn là nhanh lắm. Em mua mấy cái này về mà rất là tiện lợi cho anh em nè, rất là tiện lợi, tiện lợi dữ lắm anh em, mình làm nó cũng nhanh gọn nữa, rất là nhanh. Loại này ở Việt Nam rất là nhiều nha, xe Việt Nam nhiều, một năm bán cũng rất là nhiều cái loại đuôi này. Đồ là rinh dữ lắm à. Kênh và bấm cái chuông. Cảm ơn rất là nhiều.